tất cả các bạn, chúng ta đang ở trong loạt bài nói về thần học đời sống thánh hiến. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đức khiết tịnh, hay là lời khấn khiết tịnh đối với đời sống thánh hiến. Chúng ta biết ba lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, làm nên một cái nếp sống tu trì, một nếp sống đặc biệt cho những ai tuyên khấn các lời khuyên này. Và khi nói đến đức khiết tịnh thì chúng ta phải hiểu về khiết tịnh như thế nào. Phải chăng khiết tịnh chỉ dành riêng cho các tu sĩ mà thôi? Còn những người không sống đời tu thì không có khiết tịnh. Và chúng ta có thể đặt vấn đề tiếp là động lực của đức khiết tịnh là gì? Động lực nào? Và đâu là nền tảng thánh kinh cũng như là ý nghĩa thần học của lời khấn này? Chúng ta thấy những cái vấn nạn được đặt ra như vậy. Và trong bài học này chúng ta cố gắng trình bày một cách vắn gọn ý nghĩa của lời khấn khiết tịnh. Và chúng tôi cố gắng trình bày với hai cái điểm nhấn. Trước hết là về từ ngữ, và thứ đến là ý nghĩa thần học. Về từ ngữ, chúng ta biết phần lớn các ngôn ngữ của người Việt chúng ta, ngay cả ngôn ngữ thần học, đó là những ngôn ngữ chúng ta vay mượn và dịch ra từ ngôn ngữ nước ngoài. Trong các tác phẩm thần học và giáo luật bằng tiếng Latin thì người ta thấy có ít nhất 4 từ được sử dụng: castitas, continencia, celibatus và virginitas. 4 cái từ ngữ này được sử dụng trong các tác phẩm thần học cũng như giáo luật được viết bằng tiếng Latin. Thực ra thì các từ ngữ này không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, và cũng không phải là từ dành riêng cho giới tu trì. Người ta dùng trong nhiều bậc sống. Và khi chuyển ngữ sang tiếng Việt thì chúng ta thấy lại càng phức tạp hơn. Có rất nhiều từ ngữ có thể tạm gọi là tương đương. Nào là khiết tịnh, nào là thanh khiết, nào là trinh khiết, nào là trinh tiết, nào là trinh bạch, tinh tuyền, tiết độ, tiết dục, độc thân, vân vân. Hàng loạt những từ trong tiếng Việt có thể nói là đồng nghĩa với 4 cái từ mà chúng ta nói trong tiếng Latin: castitas, continencia, celibatus và virginitas. Tôi dựa vào tư tưởng của cha Xavier Thévenot trong tác phẩm Xây dựng một nền luân lý mới cho thế giới, thì ngài đã có một cái phân biệt rất là căn bản hai cái từ ngữ. Trước hết là tiết dục, sau là khiết tịnh. Chữ tiết dục phát xuất từ continere, continencia, có nghĩa là sự cầm giữ, sự làm chủ. Đó chính là tình trạng của một con người có khả năng cầm giữ các xung năng tính dục của mình. Trong con người của chúng ta ai cũng thế, có những xung năng tính dục, nhưng không phải người ta thể hiện tất cả các xung năng ấy như một bản năng rừng rú. Người ta làm chủ bản thân trong tất cả những cái tương quan. Và một khi người có khả năng cầm giữ, làm chủ các xung năng tính dục ấy thì gọi là sự tiết dục. Tuy nhiên, nên nhớ rằng khiết tịnh thì không phải chỉ là tiết dục. Bởi vì có những trường hợp người ta tiết dục nhưng không khiết tịnh. Thứ đến, khiết tịnh không phải là điều dành riêng chỉ cho người độc thân hay cho người tu trì. Chúng ta cũng nói đến khiết tịnh của bậc sống gia đình. Những người sống đời sống vợ chồng vẫn phải có khiết tịnh của bậc sống hôn nhân. Và như vậy thì cái từ ngữ khiết tịnh được dùng một cách rộng rãi cho nhiều bậc sống, kể cả tu trì, độc thân hay những người sống đời đôi bạn. Ngoài cái chữ tiết dục thì cha Xavier Thévenot dùng một cái từ phân biệt một cái từ khác nữa là từ khiết tịnh, castitas. Chữ này ám chỉ thái độ nội tâm của một con người, thúc đẩy người ấy điều hòa tính dục của mình một cách có sức khai phóng cho bản thân cũng như cho tha nhân. Thế
thế nào là điều hòa các xung năng tính dục một cách có sức khai phóng. Hiểu cho đúng, khi nói đến khiết tịnh thì không phải là nói tới một người có ý muốn vượt qua hay tệ hại hơn là phủ nhận tính dục của mình. Không ai phủ nhận tính dục của mình hết. Tôi hiện diện trong tư cách là linh mục nhưng là một người đàn ông. Các bạn hiện diện trong tư cách là một nữ tu nhưng là một phụ nữ. Và trong tương quan giữa người với người, dù là linh mục với nữ tu, dù là cha mẹ với con cái, thì vẫn là một cái tương quan có tính cách giới tính. Tính cách của nam nhân thì khác tính cách của nữ giới. Như vậy chúng ta thấy không ai có quyền phủ nhận hay làm ngơ ở vấn đề giới tính hay là phủ nhận tính dục của mình. Nhưng là người sống khiết tịnh là người muốn điều hòa, cải tổ các chức năng hay là các xung lực của tính dục, cải tổ, điều hòa nó, nhắm nó đến những mục đích tốt đẹp. Vì vậy, sống khiết tịnh không phải là tìm cách lẩn tránh tính dục, quên đi, tôi không có cái đó. Không phải thế. Thực ra cũng chẳng ai lẩn tránh được. Nhưng mà thay vì lẩn tránh thì người ta tìm cách đảm nhận lấy tính dục của mình, cho dù đang sống trong bậc nào, độc thân, tu trì hay sống đời đôi bạn. Và cho dù chúng ta đạt đến mức độ quân bình hay đời sống chưa đạt đến sự quân bình, thì vẫn phải cố gắng và nỗ lực sống cái sự khiết tịnh ấy. Ngoài ra, mục tiêu và việc điều hòa tính dục nhắm tới là mục tiêu hết sức tích cực. Đó là để gì? Để ta được tự do nhiều hơn. Chúng ta phải hiểu rằng đức khiết tịnh có một lĩnh vực rất rộng. Khiết tịnh liên hệ tới những mối tương quan của ta với người thân, với tất cả mọi hoạt động, ngay cả với việc cầu nguyện. Cầu nguyện mang cái tính cách cá nhân của ta, cá tính của ta, giới tính của ta, tương quan cả với những gì chung quanh làm nên bản thân ta. Hương thơm, ta để ý một cái điều về tâm lý. Đàn ông thì ít lắm, người ta không dùng nước hoa. Nhưng mà phụ nữ đi ra ngoài thì phải có cái gì đó nó khác biệt. Khác biệt, nó vậy. Có sơ có sẹc sẹc không? Có đâu mà sẹc. Tôi gọi là một cái sự khác biệt. Ngay cả giấc ngủ, ngay cả hương thơm, ngay cả âm nhạc, tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta, làm thành bản thân chúng ta, thì đều có cái tương quan. Và như vậy, khiết tịnh không thể chỉ là một mỹ từ để ta chỉ mặt đặt tên hay đơn giản là sự tiết dục. Không phải thế. Trong khía cạnh thần học, khiết tịnh đời tu có mối tương quan sâu sắc với vương quốc của Thiên Chúa, với chính Chúa Cha, với Chúa Giêsu, với Hội Thánh và với những giá trị nhân bản như tình yêu, hôn nhân và cả phái tính nữa. Người khiết tịnh không phải là người khinh thường phái tính hay coi thường đời sống hôn nhân, mà phải là một người sống quân bình, hiểu được những giá trị của đời sống và tự do trong chọn lựa của mình. Ở đây ta phân biệt hai cái từ về tiết dục và khiết tịnh. Đó mới chỉ là bình diện từ ngữ. Trên ý nghĩa thần học, ta hiểu các cái ý nghĩa của sự khiết tịnh như thế nào. Động lực của đức khiết tịnh không phải là một cái kẻ gọi là không lấy vợ, không lấy chồng được, chẳng ai để ý đến cho nên đành phải khiết tịnh. Đấy, không phải thế. Mà là một cái sự tự nguyện vì nước trời. Khiết tịnh là vì nước trời. Quả vậy, công đồng Vaticano II đã dạy như thế này: đức khiết tịnh vì nước trời phải được xem như một ân huệ cao cả của ơn thánh. Ơn ấy giải thoát lòng con người để con người nồng nàn yêu mến Chúa và yêu mến mọi người hơn. Khiết tịnh để mà có thể yêu mến Chúa một cách nồng nàn và để yêu mến anh chị em một cách quảng đại. Chỉ những ai hiểu được điều này và cảm được cái vẻ đẹp của vương quốc Thiên Chúa lôi cuốn mình, nói như kiểu của ngôn sứ Jeremia đó: Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ai cảm nhận được vẻ đẹp và để Thiên Chúa kiếm quyến rũ như vậy mới có thể chấp nhận bị yêm hoạn vì nước trời. Đây là một kiểu nói của tin mừng. Chấp nhận yêm hoạn vì nước trời.
Nền tảng của sự khiết tịnh vì nước trời là chính Đức Giêsu. Căn tính của đời khiết tịnh Kitô hữu được biểu lộ nơi chính Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa làm người. Nếu chúng ta đón nhận đời khiết tịnh một cách nồng nàn và âu yếm như một lối sống vĩnh viễn, thì cùng với lòng ao ước noi gương Chúa Giêsu, chúng ta còn chấp nhận lời đề nghị của người nữa, đó là lối sống độc thân khiết tịnh, một lối sống chính Chúa Giêsu đã sống, và Ngài mời gọi các môn đệ theo Ngài sống theo lối sống độc thân ấy vì nước trời. Nước trời không phải là một thực thể khách quan, một nơi chốn, mà là triều đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa quy tụ con cái của người thành một cộng đoàn huynh đệ, một cộng đoàn tự do, hiệp nhất và yêu thương. Chính đời sống độc thân tỏ hiện một lối sống mới, một lối sống tương quan mầu nhiệm và thảo hiếu với Thiên Chúa. Một lối sống tương quan huynh đệ, như thể là đời sống độc thân của chính Chúa Giêsu, một biểu trưng và dụ ngôn của vương quốc Thiên Chúa. Người tu sĩ sống khiết tịnh chính là để hướng về và trở nên dấu chỉ của vương quốc. Đây là một hành trình mà không phải dễ dàng, cũng không hẳn ai cũng sống được. Một hành trình cam go. Người tu sĩ được mời gọi để trở nên dấu chỉ khả thị về nước trời. Người ta sống như các thiên thần mà lại không phải thiên thần, là những con người đầu đội trời, chân đạp đất, vẫn có một thân xác và một trái tim biết yêu thương, thế nhưng vẫn phải nỗ lực để mà sống chính lời mời gọi của Chúa, để trở nên dấu chỉ vương quốc của Thiên Chúa. Nếu để Thánh Thần tự do thúc đẩy và thật sự tin vào Chúa Kitô là Con Thiên Chúa đấng cứu độ, thì người sống đời thánh hiến sẽ được nâng đỡ trong chính hành trình cam go này. Những ai muốn sống khiết tịnh, muốn sống độc thân vì nước trời, sẽ được thần khí ban cho đặc sủng đó. Và vì vậy, người tu sĩ ôm ấp hồng ân này, biến nó thành một lối sống của bản thân và dấn thân trong chính hồng ân ấy. Không phải ai muốn sống khiết tịnh cũng có thể sống được. Đó là ơn Chúa ban. Quả vậy, người tu sĩ được mời gọi để trở nên những con cái của Thiên Chúa, trở nên những người độc thân, những người khiết tịnh, hoàn toàn vì nước trời. Khiết tịnh để trở nên dấu chỉ của vương quốc, khiết tịnh để loan báo vương quốc, và khiết tịnh như một dấu hiệu vương quốc của Thiên Chúa đang có đó. Đó là một vương quốc mà người ta sống không dựng vợ, chẳng lấy chồng. Người ta sống như các thiên thần của Thiên Chúa. Người được mời gọi sống đời sống độc thân không có nghĩa là họ khinh thường bậc sống hôn nhân. Họ không khinh thường giá trị nhân bản như tình yêu và phái tính. Giống như một kiểu nói, con cáo và chùm nho. Con cáo đi ngang thấy chùm nho chín mọng, nhưng không thể nào hái được chùm nho ấy. Nó đi tới, đi lui, đi qua rồi đi lại. Cuối cùng thì nó nhìn chùm nho và bảo, ôi, nho còn xanh, không ăn được. Những người sống khiết tịnh đích thật không bảo rằng nho còn xanh, có nghĩa là khinh chê hay không hiểu đúng những giá trị của đời sống hôn nhân, của tình yêu, của phái tính. Nhưng người sống khiết tịnh hiểu được giá trị của nó, đồng thời tự nguyện dấn thân theo một lối sống mà Chúa Giêsu mời gọi. Tôi nhớ một kiểu nói rất hình ảnh của cha Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền của anh em dòng giảng thuyết. Ngài diễn tả về một lối sống khiết tịnh. Một lối sống khiết tịnh cụ thể thì rất khác với một lối sống khiết tịnh nửa vời. Có thể tạm gọi là những người sống khiết tịnh cụ thể và cụ thể một cách chân thực, và người sống khiết tịnh một cách nửa vời, nhìn bên ngoài thì không nhận ra. Ngài dùng một cái hình ảnh nó giống như cái xác chết của một con chó và một con chó đang ngủ. Nhìn vô không phân biệt được đâu là con chó chết và đâu là con chó ngủ. Chỉ có điều hãy đụng vào thì biết. Người sống khiết tịnh thực sự mà không sống đức ái thì có thể nói như xác chết của một con chó mà thôi. Sống khiết tịnh để trở nên cau có với người khác,
sống khiết tịnh để nhốt mình trong căn phòng của khắc kỷ, sống khiết tịnh để rồi không bao giờ có thể gặp gỡ một ai khác được, thì khiết tịnh như vậy có nghĩa lý gì? Người ta khiết tịnh là để vươn tới Thiên Chúa và đồng thời có thể dang rộng vòng tay mà ôm lấy tha nhân. Khiết tịnh để yêu nhiều hơn. Câu chuyện quen thuộc mà chúng ta ai cũng biết về vị thiền sư. Hai vị thiền sư đi qua con suối và một vị đã cõng cô gái sang bên kia. Một vị kia ấm ức từ đó cho đến tận nhà. Khi trở về tới thiền viện rồi thì vẫn còn tức tối người anh em của mình và cũng phải nói một cái câu cho hả lòng hả dạ. Tôi không thể tưởng tượng được một bậc tu hành như anh mà có thể cõng cô gái qua suối. Và chúng ta biết câu trả lời của người bạn: ủa, anh vẫn còn mang cô ta về đến tận địa thiền viện hả? Tôi đã để cô ta bên kia bờ suối rồi. Người sống khiết tịnh đích thực là người noi gương Chúa Giêsu, đấng mà tin mừng thứ tư nhận ra sự hiện diện đích thật trong diện tích thánh thể. Bánh được phân phát, rượu được đổ ra, sự hy sinh, tự hủy và trao ban cách tuyệt đối, trao ban chính thân xác của người. Qua sự tự hủy chính mình, Đức Giêsu trao ban sự sống, và đó là sự sống sung mãn. Thân xác của người, một thân xác hy sinh làm lễ tế, thân xác trong diện tích thánh thể, thân xác bị trao nộp. Người đã hiến dâng tất cả cho công việc của Chúa Cha. Thánh Gregorio Nadien đã diễn tả thật hay: đúng là một nghịch lý khi sự khiết tịnh được tìm thấy nơi người cha có người con và sinh ra người con đó không chút đam mê dục vọng nào. Mối tương quan vĩnh cửu của Chúa Cha và Chúa Con là mối tương quan của tình yêu trọn vẹn. Chúa Cha sinh ra Chúa Con nhờ quyền năng trinh khiết của Chúa Thánh Thần. Một tác giả là cha José Cristo Rey Gracia, ngài nói rằng đối với mối tương quan trinh khiết giữa Chúa Cha và Chúa Con đáp ứng lại bằng một tương quan tình yêu trọn vẹn, một tình yêu không thể thấy nơi bất kỳ một hữu thể nào khác. Ngoài Thiên Chúa ra thì không thể tìm thấy nơi đâu một sự sung mãn của tình yêu ấy. Với Đức Giêsu, Chúa Cha là đấng tuyệt đối. Và khi hướng về Chúa Cha thì mọi sự khác đều là tương đối, đều là phụ thuộc. Đối với Đức Giêsu, Chúa Cha là đấng đáng được yêu mến trên tất cả mọi sự. Bởi vì không có thể thực thể nào tốt đẹp hơn thế nữa, không thực thể nào tốt lành hơn thế nữa, không thực thể nào sung mãn hơn thế nữa. Thế gian phải biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha truyền cho Thầy. Tình yêu của Đức Giêsu hoàn toàn được thúc bách nhờ vẻ đẹp, vinh quang và tốt lành của Chúa Cha. Nếu Chúa Cha hài lòng về Chúa Con, thì Chúa Con cũng cảm thấy một tình yêu sung mãn nơi Chúa Cha. Và tác giả Tin Mừng thứ tư nhấn mạnh đến mối tương quan trinh khiết và duy nhất của Đức Giêsu với Chúa Cha của người. Mối tương quan giữa Cha và Con thắm thiết đến nỗi Chúa Cha hoàn tất mọi sự nơi Chúa Con. Cũng vậy, mối tương quan mà Chúa Con muốn thiết lập với Chúa Cha mãnh liệt đến nỗi Chúa Con sống trong sự hiện hữu của Chúa Cha và trong người. Những người sống đời thánh hiến thể hiện lối sống khiết tịnh như muốn họa lại nơi mình tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha. Đó cũng chính là tình yêu tinh khiết người dành cho hội thánh. Không phải ai cũng có thể hiểu và sống đức khiết tịnh này, bởi vì đó là một đặc sủng, là quà tặng của Chúa Thánh Thần ban cho ai người muốn, theo cách người định. Sự khiết tịnh không chỉ là sáng kiến, là nỗ lực của con người, nhưng trên hết là ơn Chúa ban. Một đặc sủng không phải tất cả mọi người ai cũng có thể sống hay cam kết sống. Đúng như giáo huấn của Công đồng Vatican II khẳng định, ba lời khuyên phúc âm, đặc biệt với lời khấn khiết tịnh, giáo hội nhận ra rằng đây là quà tặng của Thiên Chúa và thật sự là một món quà ân sủng tuyệt diệu. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông huấn Redemptionis Donum nhấn mạnh hơn về điều kiện sống khiết tịnh như là một lời khuyên
và như một chọn lựa đặc sủng của Đức Giêsu là tân lang độc nhất. Như vậy ở đây ta có thể tóm gọn ý nghĩa thần học căn bản của việc người tu sĩ dấn thân sống lời khấn khiết tịnh, đó là muốn họa lại tình yêu tinh khiết của chính Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha, và cũng là mối tình của Chúa Giêsu dành cho Hội Thánh. Ngài yêu những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng, yêu đến độ trao ban chính thịt máu của Ngài để trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Sống khiết tịnh để có thể trọn vẹn con tim thuộc về Thiên Chúa, và một khi con tim trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa thì cũng là một con tim trọn vẹn thuộc về tha nhân. Khiết tịnh để yêu mến nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn.